Kính thưa các quý vị khán giả và các bạn đồng nghiệp, vừa rồi chúng ta đã nghe phần trình bày rất là quý giá của thạc sĩ bác sĩ Ngô Lê Lâm về phần cập nhật chẩn đoán cũng như điều trị về ung thư biểu mô tế bào gan ở trong giai đoạn sớm. Như chúng ta đã biết, theo tất cả các hướng dẫn của trên thế giới cũng như của Việt Nam, thì phẫu thuật ghép cắt gan cùng với ghép gan và điều trị tại chỗ bằng chẩn đoán hình ảnh như đốt sóng cao tần hoặc nút mạch chọn lọc thì là những cái biện pháp có thể là chữa giúp điều trị triệt căn ung thư biểu mô tế bào gan ở giai đoạn sớm. Và hiện nay thì có thể là trong những trường hợp cụ thể là ung thư biểu mô tế bào gan mà có xâm nhập vào những cái mạch máu hoặc là di căn ở những cái bộ phận lân cận, xâm lấn những bộ phận lân cận, thì chúng ta vẫn có thể tiến hành phẫu thuật được. Như chúng ta đã biết thì cái việc mà phẫu thuật cắt gan thì nó đòi hỏi một cái sự chuẩn bị rất là kỳ công. Thứ nhất là đầu tiên là chúng ta cần phải xác định được cái vị trí, số lượng, tính chất của các cái khối u ở trong các cái vị trí trong gan. Cái thứ hai nữa là xác định được là ngoài cái tổn thương ở trong gan thì bệnh nhân đã có những cái di căn ở ngoài gan hay chưa. Cái tiếp theo là chúng ta phải xác định được cái chức năng của gan có cho phép việc phẫu thuật xảy ra hay không. Tiếp theo là xác định các yếu tố về toàn trạng, các cái chức năng của gan, của thận, về tim mạch, hô hấp có cho phép cái cuộc gây mê và cái việc phẫu thuật cắt gan có diễn ra hay không. Đấy. Thì để đánh giá cái chức năng gan thì hiện nay ở nước ta thường hay sử dụng thứ nhất là dựa vào cái thang điểm Chaput. Thang điểm Chaput thì nếu như mà bệnh nhân ở giai đoạn Chaput A, tức là chức năng gan còn bù và tốt, thì có thể cho phép được phẫu thuật cắt gan lớn, tức là cắt trên 3 hạ phân thủy. Còn trong trường hợp mà có thể xét cắt gan nhỏ, trong trường hợp là bệnh nhân chức năng gan ở Chaput B và 7 điểm, và khi mà chức năng gan của bệnh nhân ở Chaput B từ 8 điểm trở lên thì nó là chống chỉ định của việc cắt gan. Thì sau trong giai đoạn đó thì là vai trò của cái nút mạch hoặc là điều trị tại chỗ đối với ung thư biểu mô tế bào gan. Ngoài cái việc mà đánh giá cái chức năng gan dựa vào cái thang điểm Chaput thì còn có một cái xét nghiệm khác là đánh giá dựa vào ICG 15, tức là đo độ thanh thải của indocyanin green ở tại thời điểm 15 phút. Nếu cái độ thanh thải sẽ trong cái thời điểm 15 phút chúng ta định lượng cái phần in ICG 15 mà nhỏ hơn 15% thì cái bệnh nhân có thể là cho phép cắt gan lớn, tức là cắt trên 2-3 hạ phân thủy. Còn nếu trong trường hợp mà ICG 15 từ 15 đến 40% thì có thể chỉ cho phép là cắt những gan nhỏ dưới 2 hạ phân thủy. Và nếu như ICG 15 trên 40% thì không được, nó là một cái chống chỉ định của cái việc cắt gan. Cái thứ hai nữa là trong cái việc mà có quyết định có cắt gan được hay không thì phải xác định được là cái phần nhu mô gan còn lại sau khi cắt gan thì nó có đảm bảo được nuôi sống cơ thể hay không. Thì cái việc mà xác định đó thì dựa vào cái phim cắt lớp vi tính cũng như là chụp cộng hưởng từ thì chúng ta có thể xác định được cái thể tích phần gan còn lại. Nếu như thể tích gan phần gan còn lại chia cho cái tổng trọng lượng cơ thể nếu mà như trên 1% thì cho phép chúng ta có thể cắt được gan lớn, cắt trên 3 hạ phân hủy. Còn nếu như mà dưới 1% thì nên có các cái biện pháp, có các biện pháp mà làm phì đại gan trước khi phẫu thuật để làm sao mà hạn chế được nguy cơ suy gan xảy ra sau phẫu thuật và từ đó là giảm cái nguy cơ tử vong. Các cái yếu tố khác mà cần phải xem xét trước khi mà quyết định cắt gan đó là những cái yếu tố như là sơ gan và dẫn đến hậu quả là giảm tiểu cầu. Thông thường ta sẽ xét mổ cắt gan khi mà tiểu cầu trên 100.000. Và tất cả các cái bệnh lý về tim mạch, về hô hấp thì cần phải được là điều trị một cách là ổn định. Thì phẫu thuật cắt gan thì thông thường là chỉ định trong các cái trường hợp cái u gan còn khu trú, có thể trong những trường hợp mà bệnh nhân có thể có tiến triển tại chỗ như là có xâm lấn vào dạ dày, xâm lấn vào đại tràng hoặc là xâm lấn vào cái tuyến thượng thận mà có khả năng cắt bỏ thì chúng ta cũng có thể là sẽ xem xét cắt bỏ phần gan cùng với cả các cái bộ phận cơ quan lân cận mà bị xâm lấn. Thì trong cái quá trình mà cắt gan thì quá trong
trong quá trình cắt gan thì chúng ta phải đảm bảo được cái việc mà kiểm soát được các cái lượng máu vào cũng như lượng máu ra. Kiểm soát được máu vào bằng cái cách là chúng ta kiểm soát được các cái cuống mạch vào gan, tức là kiểm soát được động mạch gan và tĩnh mạch cửa. Còn kiểm soát các cái lượng cái mạch máu ra thì bao gồm các kiểm soát các cái tĩnh mạch gan và tĩnh mạch chủ dưới. Các kỹ thuật kiểm soát cuống gan thì gồm có các kỹ thuật kiểm soát cuống gan chọn lọc, như là phương pháp chọn lọc ngoài nhu mô gan của Takasaki, phương pháp chọn lọc trong nhu mô gan của Lotus Jacob, hoặc là cuống gan chọn lọc nhưng mà ở bên trong nhu mô gan của giáo sư Tôn Thất Tùng, hoặc là cũng chúng ta cũng có thể sử dụng cái phương pháp kiểm soát chọn lọc kiểm soát cuống gan toàn bộ của như là làm thủ thuật Springer. Khi mà kiểm soát tĩnh mạch gan thì chúng ta có thể có kỹ thuật cặp riêng rẽ từng tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan giữa, tĩnh mạch gan trái, hoặc là gốc thân chung của tĩnh mạch gan giữa, tĩnh mạch gan trái, hoặc là kỹ thuật cặp loại trừ toàn bộ tĩnh mạch gan bằng cách là cặp cuống gan toàn bộ kèm theo cặp cái tĩnh mạch chủ dưới đoạn trên gan và ở phần dưới gan và trên tĩnh mạch thận. Thì trước khi mà thực hiện cái kỹ thuật cặp loại trừ toàn bộ tĩnh mạch gan thì chúng ta phải làm một cái test, tức là chúng ta sẽ cặp thử tĩnh mạch gan, tĩnh mạch chủ dưới, cuống gan toàn bộ. Thì nếu như mà cái cung lượng tim mà nhỏ hơn 50%, huyết áp tâm trương nhỏ hơn 80 mmHg thủy ngân thì chúng ta không nên thực hiện cái biện pháp này nữa. Đây là cơ sở giải phẫu. Thứ nhất là các cái cuống gan, thì các cuống gan thì được chia ra làm cuống gan phải, cuống gan trái. Cuống gan phải thì được chia ra làm cuống phần trước, cuống phần sau. Cuống gan trái chia ra các cuống mạch nhỏ hơn là cuống vào hạ phần thủy 4 và phần thủy bên. Các kỹ thuật cắt gan được sử dụng hiện nay và từ xa xưa đến nay vẫn còn áp dụng được, như là kỹ thuật cắt nhu mô gan của giáo sư Tôn Thất Tùng thực hiện năm 1939 lần đầu tiên. Kỹ thuật kiểm soát cuống các thành phần của cuống gan trong nhu mô gan của Lothar Jacob thực hiện năm 1952. Các kỹ thuật kiểm soát các cái thành phần của cuống gan ngoài nhu mô gan của Bismuth Makuchi năm 1982-1987 và của Takasaki năm 1986, và với kỹ thuật treo gan của Benghetti năm 2001. Kỹ thuật cắt gan của giáo sư Tôn Thất Tùng, tức là chúng được giáo sư lần đầu tiên thực hiện năm 1939, tức là dựa vào các cái mốc, các cái rãnh khe tự nhiên ở trên bề mặt của gan thì định hình được các cái đường cắt và dùng các cái phương tiện như là tay và các cái dụng cụ thì bộc lộ các cái cuống mạch nuôi dưỡng gan và các tĩnh mạch gan ở trong nhu mô gan và thắt chọn lọc. Thì ưu điểm của cái phương pháp này là hạn chế được các cái tai biến do cái việc mà biến đổi giải phẫu, do các cái việc mà thay đổi giải phẫu thì thường là xảy ra bên ngoài cuống gan, ngoài nhu mô gan chứ không xảy ra trong nhu mô gan. Nhưng mà cũng có một cái nhược điểm là thứ nhất là cái bệnh nhân thường là chảy máu rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là sẽ phải sử dụng cái cặp cuống toàn bộ cũng nhiều lần. Cho nên là nếu như bệnh nhân gan sơ thì cũng có thể xảy ra cái hiện tượng mà bị suy gan sau mổ. Kỹ thuật cắt gan theo phương pháp Lothar Jacob, tức là chúng ta phẫu tích cái cuống gan ở bên phần ngoài gan và mở bao gan ra, phẫu tích riêng rẽ các thành phần của động mạch gan, tĩnh mạch cửa và của đường mật. Sau đó chúng ta thắt. Sau khi thắt xong thì chúng ta xác định được một cái đường ranh giới thiếu máu và chúng ta phá nhu mô. Cuối cùng là thắt tĩnh mạch gan. Cái ưu điểm của cái phương pháp này là mất lượng máu mất thấp. Thì tuy nhiên nhược điểm của nó là thường là thời gian mổ kéo dài. Và nếu như bệnh nhân có những cái bất thường về giải phẫu của động mạch và đặc biệt là của đường mật thì rất là dễ xảy ra tai biến. Kỹ thuật cắt gan tiếp theo là của cắt gan theo Henry Bismuth, thực hiện lần đầu tiên năm 1982, tức là ông kết hợp cả hai phương pháp cắt gan của Tôn Thất Tùng và Lothar Jacob. Tức là bệnh nhân các bác sĩ phẫu thuật là phẫu tích cái động mạch gan và tĩnh mạch cửa và kiểm soát nó nhưng mà không thắt nó. Sau khi mà kiểm soát xong thì sẽ thực hiện cái việc cắt gan và bộc lộ cái cuống mạch ở trong nhu mô gan, giống như Tôn Thất Tùng mà thắt ở trong nhu mô gan, và cuối cùng là thắt cái tĩnh mạch gan.
Còn cái kỹ thuật cắt gan của Makuuchi thực hiện đầu tiên năm 1987 tương tự giống như của Nota Jacob, nhưng mà đơn giản hơn là ông dùng các cái clamp mạch máu và không phẫu tích riêng rẽ các động mạch và tĩnh mạch gan, và chỉ cặp vào phần bên phải hoặc phần bên trái để xác định cái ranh giới thiếu máu và bộc lộ cái cũng bộc lộ các cái cuống mạch ở trong nhu mô gan và tĩnh mạch gan trong nhu mô gan. Thì hai cái phương pháp này nó áp dụng là tương đối là đơn giản, nhẹ nhàng mà tránh được các cái biến đổi, các cái nguy cơ do việc biến đổi giải phẫu gây ra. Kỹ thuật cắt gan Takasaki năm 1986 lần đầu tiên được giới thiệu là kỹ thuật kiểm soát các cái cuống mạch vào nhu mô gan ở bên ngoài nhu mô gan, ngoài bao. Hiện nay cái phương pháp của Takasaki được áp dụng rất là rộng rãi ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, và được áp dụng hầu hết ở các trung tâm có khả năng cắt gan. Thì cái nguyên lý của phương pháp này là tất cả các thành phần của cuống gan như động mạch gan, tĩnh mạch cửa và đường mật thì được bọc trong một cái bao sơ chung, và chúng ta có thể phẫu tích được cái phần bao sơ cũng rất là dễ dàng ở cái phần rốn gan. Và khi mà phẫu tích được thì chúng ta có thể phân định được các cái vị trí mốc giải phẫu chính xác của phân thủy trước, phân thủy sau, gan phải, gan trái, phân thủy 4, phân thủy bên, và cũng có thể nếu như tỉ mỉ hơn là có thể phân tích được cái phần vị trí giải phẫu của từng hạ phân thủy một. Do đó thì cái việc mà phẫu thuật diễn ra nó sẽ được thuận lợi, nhanh chóng và cũng rất là chính xác, đặc biệt có hiệu quả trong những trường hợp mà bệnh nhân bị sơ gan, không cho phép cắt gan lớn, chỉ có thể cắt gan của từng hạ phân thủy mà thôi. Trên hình ảnh là cái hình làm hình minh họa của cái biện pháp, cái phương pháp của Takasaki là kiểm soát cái cuống gan phải. Sau khi các thắt cái cuống gan phải thì chúng ta thấy một cái đường thiếu máu phần bên trái màn hình là cái phần gan phải mà chúng ta sẽ cắt bỏ đi trừ khối u, và phần bên trái chúng ta thấy là phần gan vẫn được nuôi dưỡng và vẫn nhu mô gan vẫn còn rất là hùng hào. Kỹ thuật tiếp theo là tôi xin giới thiệu về kỹ thuật cắt gan bằng phương pháp treo gan của Benghetti lần đầu tiên được giới thiệu năm 2001. Dựa vào nguyên lý là có một cái khoảng vô mạch nằm ở phía trước tĩnh mạch chủ dưới dài khoảng 4-6 cm, thì chúng ta luồn lắp một cái sợi dây từ bờ dưới của cuống gan phải lên trên và thoát ra ở phía khe giữa tĩnh mạch gan phải và tĩnh mạch gan giữa. Đấy thì cái biện pháp treo gan của Benghetti thì thường áp dụng trong những cái trường hợp mà u rất là to, u gan phải to, có thể có xâm lấn cơ hoành, rất khó di động trong cái quá trình mà mình mổ cắt gan, và nếu như mà di động thì có nguy cơ lan tràn ung thư vào các mạch máu có thể là vỡ lên trên màng phổi. Một cái vấn đề mà chúng ta rất đặc biệt quan tâm là cái vấn đề suy gan sau mổ. Thì suy gan sau mổ đây là cái biến chứng mà dẫn đến tử vong hàng đầu và thường xảy ra trong khoảng 76% trong cắt gan lớn. Dựa vào cái khả năng cắt được u thì chúng ta phải biết được là cái thể tích gan còn lại là bao nhiêu, chức năng gan như thế nào và máu cấp cho gan là từ đâu. Thì thể tích gan còn lại ta xác định rằng là gì? Là với những cái cắt gan lớn thì thông thường là cái phần gan còn lại trên tổng thể tích gan toàn bộ thì ít nhất là phải lớn hơn 40%. Còn trọng lượng gan còn lại so với trọng lượng cơ thể và trên 1% thì có thể diễn ra được cái việc cắt gan lớn. Và chức năng gan thì ít nhất là chẳng phải dựa vào thang điểm Chabot thì phải là Chabot A. Và ICG 15 thì nó phải nhỏ hơn 15%. Cái xác định cái suy gan sau mổ thì dựa vào cái nguyên lý 50-50, tức là sau ngày thứ 5 thì xét nghiệm prothrombin rộng 15% và là bilirubin thì lớn 50 micromol trên lít. Và một cái nguy cơ nữa là có thể là cái bilirubin còn tăng hơn nữa là khi mà lớn hơn 70. Đấy là nguyên lý. Còn cái việc mà làm sao mà có thể đo được cái thể tích gan thì hiện nay dựa vào các phương tiện chẩn đoán hình ảnh là chụp cắt lớp vi tính đa dãy hoặc là chụp phân công ứng từ thì có thể xác định tương đối chính xác được cái thể tích gan của từng hạ phân thủy một và cho phép chúng ta các bác sĩ phẫu thuật viên là lựa chọn cái phương án phẫu thuật cho phù hợp căn cứ vào cái chức năng gan của bệnh nhân cũng như là cái việc mà xác định khối u của bệnh nhân. Thì
với những cái trường hợp mà cái thể tích gan còn lại so với tổng thể gan toàn bộ mà trên 30% với gan sơ và trên 40% đối với gan, trên 30% đối với gan không sơ và trên 40% đối với gan sơ, thì có thể cho phép được cái việc cắt gan diễn ra một cách tương đối là an toàn. Cái vấn đề tiếp theo là nếu như mà trong trường hợp mà cái thể tích gan mà còn lại mà nó không đủ thì chúng ta có những cái biện pháp nào để mà làm tăng, gia tăng cái thể tích gan hay không? Thế thì lúc đó thì chúng ta có những cái vai trò của các cái bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh, tức là có thể kết hợp được giữa được nút tĩnh mạch cửa. Thông thường là cái nút tĩnh mạch cửa để mạch cửa bên phải để phì đạo ra bên trái, bởi vì thì thể tích gan bên phải thường là chiếm khoảng 60-70%. Hoặc là trong những trường hợp mà nếu như nút tĩnh mạch cửa mà đảm bảo được cái việc mà kiểm soát được phát triển khối u, thì có thể kết hợp giữa nút hóa chất động mạch gan cùng với cả nút tĩnh mạch cửa. Hoặc là muốn gia tăng lên tốc độ của phì đại gan, phần gan mà chúng ta cần phì đại, thì có thể kết hợp giữa nút tĩnh mạch cửa và nút tĩnh mạch gan. Hiện nay các cái biện pháp nút tĩnh mạch cửa, nút tĩnh mạch gan thì cũng đã được triển khai ở trên tương đối rộng rãi trên thế giới cũng như là cả ở Việt Nam. Trong những cái trường hợp mà muốn ra bệnh nhân gan sơ, thì khi mà nút tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch gan thì nó cũng đôi khi là nó cái việc phát triển cái thể tích gan cũng không được diễn ra nhanh như chúng ta mong muốn. Thì khi mà cái quá trình mà phì đại gan nó không diễn ra nhanh như thế thì lại có cái nguy cơ là khối u lại tiến triển. Thế thì trong một lần tình cờ năm 2007 là Dr. Hans Schmidt của Đức thì cắt một cái khối u Klatskin tiếp 4. Thì khi mà mở bụng ra thăm dò tổn thương thì thấy cái phần gan bên trái thì rất là nhỏ. Thì ông vẫn quyết định cắt gan, cắt đường mật, và khi mà sinh thiết đến cái diện cắt mà âm tính thì ông đưa ruột lên nối và đồng thời vẫn cắt cái phần gan từ bên bờ phải của dây chằng liềm và kết hợp với cả thắt tĩnh mạch gan phải. Thì sau một tuần ông cho đo lại cái thể tích gan thì cái phần gan bên thủy gan trái nó phì đại một cách rất thần kỳ. Và sau khoảng 2 tuần thì ông cho mổ lại và cắt cái phần gan bên phải, và bệnh nhân đã an toàn ra viện mà không có cái biến chứng bị suy gan. Thì từ đó cái biện pháp là cắt gan kết hợp giữa cái phân lập gan và cùng thắt tĩnh mạch cửa ra đời, hay còn chúng ta còn biết là cái cắt gan theo phương ANPO. Trên hình là vẽ là minh họa cho cái phẫu thuật bệnh nhân là đầu tiên chúng tôi cắt gan theo phương pháp ANPO. Bệnh nhân là lần thì một là bệnh nhân được cắt nhu mô gan ở bên phía hạ vị bốn và gan phải, thắt có tĩnh mạch cửa phải, bảo tồn động mạch gan phải, ống gan phải và tĩnh mạch gan phải. Và thì hai là cắt cái cuống mạch và của cái phần gan bên phải và đồng thời tắt cái tĩnh mạch phải, và bệnh nhân là an toàn ra viện mà không có bất kỳ một cái biến chứng nào. Thời gian nằm viện chỉ khoảng 7 ngày. Theo các cái hướng dẫn điều trị của cái hiệp hội ung thư của Hoa Kỳ, ung thư gan của Hoa Kỳ, hiệp hội nội khoa châu Âu, thì huyết khối tĩnh mạch cửa là một cái chống chỉ định trong cái việc phẫu thuật, và các cái ứng viên mà tốt nhất cho những cái mà phẫu thuật cắt gan đó là những bệnh nhân có một khối u gan dưới 5 cm, hoặc là có tối đa 3 u gan mà mỗi một khối u là nhỏ hơn 3 cm. Thì tuy nhiên trong hoàn cảnh của Việt Nam thì những cái điều kiện đó thì sẽ rất là khó đạt được. Và khi mà áp dụng được các cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị của hội nghiên cứu các bệnh gan của châu Á Thái Bình Dương, cũng như là các cái hiệp hội gan của hoan mật của Nhật Bản, và các cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế Việt Nam 2020, thế thì cái việc mà huyết khối tĩnh mạch cửa trong HCC cũng như huyết khối tĩnh mạch gan, hay là việc khối u mà di căn đến tuyến thượng thận, đến hạch cuống gan có thể cắt bỏ được, hoặc là di căn bằng nối lớn mà chúng ta có thể cắt bỏ được trong cùng một thì cũng không phải là một chống chỉ định tuyệt đối trong của cái việc phẫu thuật cắt gan. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là về cái phẫu thuật cắt gan ở giai đoạn sớm. Thì tuy nhiên tôi cũng xin phép là trình bày thêm những cái giai đoạn trong giai đoạn tiến triển. Đây là vì chúng tôi nghĩ rằng đây là những cái mà những cái việc có thể sẽ là mở ra được những cái hy vọng mới cho bệnh nhân, bởi vì chúng ta chỉ cần có thời gian sống không bệnh, khỏe mạnh thì là vẫn còn có hy vọng với những cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như là cái sự tiến bộ của các cái biện pháp phẫu thuật và gây mê.
đã được thực hiện trên thế giới cũng như là ở Việt Nam chúng ta. Đây là cái hình ảnh minh họa cho cái việc phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan mà có xâm nhập tĩnh mạch cửa. Thì thực ra thì hiện nay có tổng hợp lại có 3 phương pháp tĩnh mạch cửa. Nhất là cắt cái phần gan có chứa khối u kèm theo cái tĩnh mạch cửa mà có chứa phần huyết khối bên trong. Cái thứ hai nữa, phương pháp thứ hai là cắt gan kèm theo mở tĩnh mạch cửa, lấy huyết khối bằng cách là chúng ta lợi dùng sông Fogarty hoặc là dùng các cái dụng cụ để lấy tĩnh mạch ở trong gan, sau đó thì chúng ta là khâu lại tĩnh mạch cửa. Và phương pháp thứ ba là cắt gan, cắt ngã ba, cắt thân chung tĩnh mạch cửa thành một khối, khi mà chỉ định trong trường hợp mà huyết khối lan từ cái phần gan mà có khối u xuống dưới ngã ba và xuống dưới thân chung bên đối diện. Tất nhiên là chúng ta phải là có thể là phải di động rất là tốt cái phần gan ở phía trên khối tá tràng đầu tụy và có thể sẽ phải ghép cả cái tĩnh mạch hiển. Theo cái nghiên cứu của Zhang năm 2016 thì cắt gan kèm theo cửa thì có cái tỷ lệ sống không bệnh tốt hơn là cái mở cửa lấy huyết khối. Và theo các cái nghiên cứu thì cái phương án thứ tốt nhất là phương án theo thứ nhất, thứ hai là phương án cắt gan cộng ngã ba cộng thân chung tĩnh mạch cửa thành một khối, và cuối cùng là cái cắt gan cộng mở tĩnh mạch cửa. Tức là gì, làm thế nào mà cắt gan có u kèm theo tĩnh mạch cửa có một khối thì tiên lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ưu điểm của việc giảm cái áp lực tĩnh mạch cửa, giảm biến chứng là giảm biến chứng như là bị giảm axit ở trong ổ bụng, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, tái tạo cái dòng máu mới, làm tăng chất lượng cuộc sống và thời gian sống thêm. Đây cũng là một cái ví dụ minh họa của các bệnh nhân đã được mổ ở trong khoa của chúng tôi. Tức là bệnh nhân có một cái khối ung thư HCC ở gan phải có xâm lấn vào tĩnh mạch gan phải và phát triển một phần vào trong lòng tĩnh mạch chủ dưới. Thì trước khi những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn như thế này thì chúng tôi đã cùng hội chẩn rất là kỹ lưỡng trong cái tiểu ban gan mật, gồm có các khoa phẫu thuật ngoại gan mật tụy, các cái bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh và các bác sĩ bên nội khoa ung thư, thì đã xác định rất là rõ ràng là ngoài cái việc tổn thương cái khối u, nó cũng chỉ có một tổn thương ở bên gan bên phải thôi. Không có các cái biểu hiện của di căn xa, thể trạng bệnh nhân tốt, chức năng gan tốt, thể tích gan đủ, thì chúng tôi đã quyết định là tiến hành cuộc phẫu thuật cắt gan phải kèm theo cái trình bày của bác sĩ Lâm. Thì chúng tôi thấy rằng là gì, thứ nhất là về cái trong những điều kiện của nước ta khi mà ghép gan có rất là nhiều những khó khăn, ví dụ như là về mặt chi phí, ví dụ như là tìm được những cái nguồn gan nó phù hợp. Và trong những cái trường hợp thứ hai là những bệnh nhân mà khi mà chúng ta càng ngày mà cái việc phát hiện các cái khối u nó càng ở giai đoạn sớm nhiều hơn, rồi là ở một cái điều kiện của một cái đất nước còn đang phát triển thì cái trình độ dân trí cũng chưa cao, nên cái việc phát hiện ra khối u ở kích thước nhỏ nó cũng rất là khó khăn. Thường bệnh nhân đến với chúng tôi ở trong những cái trường hợp mà khối u cũng đã lớn, thậm chí là có những cái biến chứng, ví dụ như là bị vỡ hay là những cái huyết khối tĩnh mạch cửa, thì cái việc mà áp dụng những cái mà tiến bộ với những cái tiến bộ trong cái việc phẫu thuật cũng như là trong gây mê, thì chúng tôi mong muốn mở ra những cái hy vọng trong cái việc điều trị triệt căn trong cái cho bệnh nhân của chúng ta, và cho đóng góp cho sự phát triển của bệnh viện cũng như là của ngành gan mật của đất nước cũng như toàn thế giới. Tôi xin phép được kết thúc trình bày ở đây. Rất cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.